Trước bị đầu hạc sườn, bày trừ hiểm bước lên trần văn hóa gồm chủ trợ côn nằm công phòng, tỉnh Sơn La có tánh phùn ốc văn phát nàng số xám hoi xám xếp hà, mử sau cảm ơn chết vì sòng văn xã ít, mang vỉa phê duyệt, tẳng tánh, đề án mà bè văn hóa phủ côn Sơn La, cực tóc đầy lăng áo mà bè văn hóa văn hà, giặt vì sòng văn xã ít hoặc vì sòng văn xã hà, hư đọt vì sòng văn xám xếp, bày sòn hôm tẳng tánh cánh mà bè văn hóa Sơn La, đường gian cực bền luôn hành quan trọng, không luôn phùn mà bè văn hà cánh chủ dường. Sơn La là phòng đình nửa mương pu bón rú mằn kín kén hừng hi khòng xếp sòng chở côn cắp nên tràn văn hóa lại tàng bòm cắp hịt không tầm tràn khòng chủ chở côn mỏi chở côn mi nên tràn văn hóa tràn giềng mi vài bánh khay nên văn hóa ngần lang ngành văn hóa thể thao cánh quả ỉn cò trào chuồng hở tỉnh Sơn La trên báo lại lúc bùn bòm pâng mà pè văn hóa Sơn La lườn xưa lọ trên báo chấp năm cạt kiên cắp bưng chương trình dự án mà bè nà vịa văn hóa dương bảy trừ cánh bánh khay bưng bay khắp bay xe bưng tàng pì ken khòng chờ nòi côn nàng tỉnh Sơn La cặt kiên cấp mà bè quả ỉn dàn pì sòng pan sa ít hoặc pì sòng pan sàm xíp bảy trừ cánh bánh khay nên văn hóa ngần lang trần thì khòng chờ nòi côn cặt kiên cấp mà bè quả ỉn nàng cuồng tỉnh Sơn La dàn pì sòng pan sa sòng hoặc pì sòng pan sao hà. Trong thời gian tới thì Sở Văn hóa Thao du lịch thì cũng sẽ cuồng giàn chi họt ngành văn hóa thể thao cánh qua in xếp tam tùm pua nà vịa trên báo nho sùng luốc tổng hù hở cán bộ đảng viên cánh chủ thần lấn dần hương ma mà bè văn hóa cuồng luông tẳng tánh cánh bảy chè nằm đít bản hương hòn khâng trang ngắm bùn ó bưng luông khoa học công nghệ luông mà bè diệt dân số vậy trừ hiểm cánh bánh khay bưng lên trần văn hóa ngần lang trần thì khòng chủ trợ côn bồng trà họt nà vịa trừ hiểm tánh tâm lào bưng bảng hồi ngần lang bánh khay bảy trừ bưng khòng khuôn văn hóa khòng trợ côn khòng khuôn văn hóa tàng nà hở trợ côn nàng tinh phén tin cạt kiên các bà bè qua ỉn mặn hà nàng địa phương văn hóa dân tộc để làm sao ngày càng làm tốt hơn. Vịa trừ mằn xàm păn đồi khắp xe, bưng hà phong tập tư bạc hanh nằng bưng bàn nằng cuồng tỉnh Sơn La, cọt tròi nho sùng cuồng kìn đê rú hà dân hương, cánh hôm vân bánh khay bưng nên trần văn hóa ngần lang khòng chủ trợ côn, nà vịa tập tư hở cán bộ, dệt nà vịa văn hóa, cò đại tỉnh vòng trào tùm pua tăng sòng nhòm nho bưng trùm mú trăng bắc bòn hôm hanh sớ nà vịa hiểm trừ cánh bánh khay nên trần văn hóa khòng chủ trợ côn họt khay cá tỉnh mi sòng nghệ nhân dân hương xàm xíp xí nghệ nhân ưu tú lò bưng côn lưng trống hanh trên bọ trừ hiểm bưng nên trần văn hóa trần thị khòng chủ trợ côn. Kho tàng văn hóa thì rộng lắm. Văn hóa luôn kín luôn rú khòng phủ côn, y lò nà vịa báo đài vang, cần xếp tàm đầy trừ hiểm, đảng cánh hân mương, cỏ tắt bùn ót leo, phủ côn cần mi văn hóa, và báo trừ hiểm đầy hư, có báo trừ hiểm đầy trở côn, cánh mỏi trở côn, hạ mi bưng nên trần văn hóa riêng, y lò bưng nên trần văn hóa, nằng phồng đìn Sơn La, có đang đầy trừ hiểm cánh bánh khay, đầy nhận danh là người nhân dân mương, khỏi có hình hừa nà mát tà, khỏi có đầy son ơn đàng cánh hơn mương cồng nhằn khỏi là côn nắt nhiều cắp nên trần văn hóa khòng chờ côn tay khỏi có chi chống hanh bảy trừ bưng nên trần văn hóa khòng chờ côn trầu mà như đấy là công nhận là tôi là người có tâm huyết với văn hóa dân tộc. Vậy trừ hiểm cánh tính khay bưng nên văn hóa trần thì khòng chủ trợ côn tỉnh Sơn La lương bồng trờ hoạt nạp vịa bảy trừ tánh tâm lầu bưng bàng hồi ngần lang tính khay bưng khòng khuôn văn hóa hơn mương khòng khuôn văn hóa tàng nà hở trợ côn nàng tinh phén tìn cạt kiên các mà bè quả ỉn mằn hà nàng địa phương té bay xe phong khòng trợ côn tay đầy UNESCO công nhận lò khòng khuôn văn hóa khòng chủ trợ côn câu lạc bộ văn hóa trợ côn tay tổ sàm phương Trương An thành phố Sơn La tỉnh Sơn La nhưng mưa nhưng dệt đi nà vịa bảy trừ cánh bánh khay nên trần văn hóa khòng hốc vai xe vong hờn lang cựt tóp đầy lăng áo ma đầy ỉn muồn khắp xe khòng dần hương lằng bưng mưa dệt vịa nắc nới tròi dần hương nho sùng đây kín rú tang sòng bay xe vong khòng trở côn tay cò cựt bền luông ỉn muồn cạt sàn chủ trợ côn nàng bàn khuống diệt tang cầu đập bổ nỉ ó ba ở bài xe một đuôi bài hở pì nong bản ứng bản nò khó na lê hiển súng khỏi côn tay làm chở xe
bay khắp cả miền bay khắp. Bay xe cả miền bay xe không lý tay lầm. Xuống khỏi chiên mày, hở chua lù lưỡi làn. Bảy em năm tôi, bay khắp bay xe không phủ tay lầm. Bà hở một đuôi, xuống khỏi xe chớp năm. Mày hở lù hở làn, bay khắp bay xe không lý tay lầm tới châu. Lở bay, bắn phải bìa phải. Sàn quầy sàn đếp. Diệt hay hải na xuống khỏi vấn khắp bến xe. Vậy hở pin nòng lạc lê hình xuống khỏi. Tỉnh Sơn La nhăng trừ mằn cánh hay ó lại bằng hồi ngân lang hàng pì dương bằng hồi bóp bàn nàng thanh phố cánh phân hồ bom cắp bưng bằng hồi lương đài tánh tâm vầy cáo ảng cuốn ảnh địa phương dương bằng hồi xiên bàn xiên hương bằng hồi hết trá gòng chở con tay nàng mộc trầu bằng xiên hò song gòng chở con mông bằng hồi khánh thì bài hưa ngần lăng gòng chở con tay nàng huyền quỳnh hay quần dàn bè nà bom cắp luông mà bè dẹp dân huyền quỳnh hay nhăng bồng trào hòn nà phìa trừ hiểm cánh bánh khay bưng nên trần văn hóa chủ chở côn quần hằn vồn giòn là bằng hồi khánh bài hưa ngần lăng cạt kiên cắp luông mà về quả ỉn văn hóa hiểm căm cánh nằng nòng lưng nằm te. Để bảo tồn các cái lễ hội văn hóa của huyện Quỳnh Nhai thì Quỳnh Nhai đã xây dựng đề án trong việc bảo đối cấp huyện Quỳnh Nhai luôn cạt kiên mà pè dệt dân cấp nà vịa trừ hiểm cánh bánh khay nên trần văn hóa ngần lăng lương đầy bông trầu cốc kén là bằng sợi lăng áo khòng dân hương cánh khu ngày thì vậy mà pè dệt dân văn hóa khòng địa phương lựa tròn bưng tàng văn hóa bồn giòn khòng trụ trợ côn tặng tánh bên không trần văn hóa vậy chuồng hong vịa mà pè qua ỉn hộp vân nho sùng buồng kiến đất rú hở chờ nòi côn nàng công phòng đắc háng táng tì phòng báo mi khủng ngày đi mà pè dệt dân nhăng bỏ lại dạ cha gắn với du lịch tại huyện Quỳnh Nhai. Khổng khuôn văn hóa ngần lăng tại pì sòng văn xếp ết tỉnh Sơn La có biên mày ma khổng khuôn văn hóa ngần lăng khổng cầu chờ côn tòi chết tàng bưng bay xe vong ngần lăng bàng cấp sắc khổng chờ côn giàu bay xe thả khành khổng chờ côn mông bưng bàng hồi ngần lăng tạ bền hún lai văn giềng mi khổng chủ chờ côn đang đẩy trên cái cáo ảng nặng lại bón cuồng bàn mương đẩy khét quả ỉn cuồng cánh nọ mương hù hột cánh nắp giường hôm phân cáo ảng nằm đìn bàn na phủ côn cánh nen trần văn hóa sơn là nhưng mưa nhưng bánh biểu quảng tùa hôm phân sở vỉa mà pè giật dân tánh là bàn mương tạo luôn nhảy biến cuồng đê kinh rú khòng dân hương. Trước phiên đồng học sương, chương trình phòng đài phát thải truyền hình Sơn La mini học nì so sang khón, so đài do lớn phó mẹ phiên hồng, phó phương trà toàn bấng phăng, trông tạc hạc cháp phiên hồng.